Con với cháu, sơ hở là giả bộ ông về thăm bà và cái kết báo vô cùng. Thì thoảng nó tính. Bà ơi, bà có biết tôi mất mấy năm rồi không? Bà đứng yên đấy, bà nói cho tôi xem nào. Bà đi đâu? Bà thắp cho tôi một nén hương đi. Bà cứ vào và thắp cho tôi một nén hương đi xem nào. À, đây là cô con dâu thứ hai hay là dâu cả đây? Thắp cho tôi một nén hương nào. Thank you.